thưa tất cả quý vị, cả nhà ơi, dành những lượt chia sẻ ủng hộ cho ba anh em được không ạ? Mới có 50 lượt chia sẻ thôi cả nhà. Thế tức là 1.000 lượt chia sẻ cho năm mới nào. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa nghe nhạc đầy niềm vui và tràn đầy năng lượng nha. Cả nhà mình ơi, tay đâu hết rồi ạ? Đôi khi ta gặp nhau để dành nhau cái sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh thương một người đâu hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, khóc vì đau vì gì mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lớn, sợ chẳng vào đâu. Sao bình luận đứng rồi nhờ? Bình luận đứng nữa rồi. Bình luận nó đang bị đơ rồi cả nhà mình ơi. Nó lại đơ rồi cả nhà ơi. Các chị cô chú mình có thể lì xì cho ba anh em một lượt chia sẻ nha cả nhà yêu. Ta đâu có say hả anh Nhiên? Ừ. Ủa nam hay nữ vậy? Biết quan á. Ok. Hãy đến bên ta đêm nay cạn chén rượu buồn, xin luôn cho say để lòng ta quên lãng đi. Hỡi rồi người giờ đây đã bỏ ta đi, để cho ta buồn ta ôn mãi thôi. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào, tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em, chờ nghĩ ta say ta không biết gì. Người yêu của ta ơi, sao bỗng như đã quay lưng hờ hững vậy? Ta đã có lỗi chi hay tại ta nghèo, để giờ đây em phải vô tình? Người yêu của ta ơi, ta muốn hôn mãi chứ quên đi nỗi sầu, nhưng cứ ung đưa ta lại càng thấy buồn, bởi trái tim ta đã cho say người. Chia sẻ cho ba anh em nào cả nhà mình ơi. Ta đâu có say. Anh chị đang nơi đâu rồi? Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào, tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em, chờ nghĩ ta say ta không biết gì. Người yêu của ta ơi, sao bỗng như đã quay lưng hờ hững vậy? Ta đã có lỗi chi hay tại ta nghèo, để giờ đây em phải vô tình? Người yêu
ai càng thấy buồn, bởi trái tim ta đã cho say người. Người yêu của ta ơi, sao bỗng như đã quay lưng hờ hững vậy? Ta đã có lỗi chi hay tại ta nghèo, để giờ đây em phải vô tình. Người yêu của ta ơi, sao muốn hôn mãi cho quên đi nỗi sầu? Nhưng cứ hôm nữa ta lại cảm thấy buồn, bởi trái tim ta đã cho say người. Hey, hey. Nhưng kem chống nắng rồi, thích lắm, em cảm ơn chị nha. Anh Long ơi, nó bị ẩn bình luận bên chút rồi anh Long ơi. Ta muốn ôn mà chưa quên đi nỗi sầu, bởi trái tim ta đã cho say người. Cảm ơn chị mình rất là nhiều ạ. Dạ. Rồi, chết rồi, mạng con này chết rồi, chết rồi. Lần điện thoại nó còn không thấy nữa sao. Một tim, một chia sẻ, một like cho ba anh em cả nhà ơi. Một like, một tim, một chia sẻ ủng hộ cho ba anh em đi mọi người ơi. Cho mấy anh em được sôi động hết mức được không ạ anh chị? Hát hò, giao lưu ca nhạc cho với anh chị mình nha. Dạ, mọi người chia sẻ mọi người ơi. Hello anh Phan Khải ạ. Mọi người. Cảm ơn anh rất là nhiều. Lô chị Bì đi hoa nha. Anh muốn em sống làm sao anh nói không? Nó là tông nữ ạ. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hòa hứng cũng như bao ngày. Phải chẳng nơi chốn này, để anh vời đến và rồi vội đi. Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống xa. Hạnh phúc đâu sẽ kiếm tìm, em vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, cả nhà ơi, chia sẻ mạnh mẽ nào, một buổi trưa rực rỡ và đầy năng lượng nhé. Đưa cánh tay là đưa cánh tay. Yeah. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Hãy subscribe.
nha, chia sẻ nhiệt tình lên cho mấy anh em mọi người ơi. 500 lượt chia sẻ rồi cả nhà. Quá là vui luôn nè, cả nhà yêu của em ơi. Hôm nay ai cũng dễ thương hết trơn. Xin chào má Helen, xin chào anh Sony nha. Bài gì tiếp theo anh chị mình yêu cầu nhá. Bình Yên nhé nha. Cô Độc Vương nha, cô Độc Vương. Chị cô Độc Vương đi lâu có không hát bài này. Hey hey hey. Sân đất trời ngàn bình rượu đứng nào với tổn thương bấy lâu. Quyền thân trôi một đời mong vô vọng trời. Mưa xa gió mưa trăng mà thôi kiếp này tròn một mình giọt lệ ta chẳng phải dừng một lần.
Đoàn Mì, Đoàn Mí, Đoàn... Xin cảm ơn em đã thấy số điện thoại ạ. Hồi nãy có một chị bình luận 4 hộp collagen thì cho em số điện thoại nha, dùm chị yêu ơi. Lên dạ vâng ạ, anh chị ơi, anh chị mua gì cũng được, nhưng mà anh chị phải để lại số điện thoại thì bên em mới có thể... Này hát hay quá. Xa. Nghe cái tiếng nhạc này nó phê phê sao? Em đã học được một bài lắm của anh Nhiên rồi. Cảm ơn chị Thích Kiều nha. Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đời bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa. Con đường giờ là kỷ niệm, giọt sương lặng lẽ bên em, đông trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vẫn vương. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đời chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đời bóng hình ai, như tìm về thoáng mơ xa. Mây mờ giờ là kỷ niệm, mùa thu lặng lẽ trôi qua, mùa đông là giữa tình yêu, xuân về như con nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi ai. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thân gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đời chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Rất là chiều cả nhà. Bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thân gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đời chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thân gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa nhà mình rất nhiều ạ. À. Hay quá anh Nhiên ơi. Hát lại từ đầu đi anh Nhiên. Thôi. Mình hát thử bài này. Cái này tăng hay giảm ta? Học anh Nhiên được bài này đó nè. Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đời bóng hình ai,
như tìm về thoáng hương xa. Con đường giờ là cảm ơn chú Sunny nhỉ. Giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vân vương. Đi bên anh chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đời chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa. Bài này là bài Phố Xa nha cả nhà ơi. Phố Xa một bài hát rất là lâu rồi. Bài này thời 8x. Cái này tụi em chắc phải giảm. Lắng ngu buồn đời bóng hình ai, như tìm về giấc mơ xa. May mắn là kỷ niệm. Mùa thu lặng lẽ trôi đi, mùa đông là xưa. Xuân về như con nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi ai. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thân gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đời chờ nhớ mong một xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chỉ trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa. Bài này tụi mình mè được, mè chân viên được. Ok hay á. Không mà cái beat này nó cũng hay nữa. Nghe cái beat nó chill. Chứ còn nếu mà gặp cái beat không hay thì mình hát không có vô. Nghe cái beat nó hay. Béo đáng yêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các em hát lại những cái bài hát này nghe hot, thấy chưa? Bữa sếp Trinh nói như thế này nè, nhạc 9x nhiều khi còn lỗi thời, chứ nhạc 8x là không bao giờ lỗi. Sếp Trinh em có nói một câu là hát nhạc 8x là lúc nào cũng ăn. Bài này là 8x và 9x đời đầu. Bài này Phố Xa rất là lâu rồi. Hay quá ha. Nghe cái giai điệu rất là hay. Dạ, tăng cân Mộc Đà là 350 ngày một hộp, và công dụng của tăng cân là sẽ kích hệ tiêu hóa, kích thích hệ tiêu hóa, giúp cho anh chị ăn ngon ngủ ngon mọi người ơi. Mọi người mua hàng mọi người để số điện thoại cho em nha, 350 một hộp thôi ạ. 350 ngàn một hộp collagen Mộc Đà. Đứng đây để nó xong cứ la cái nó. Anh bị ho anh nắng này không? Ăn gì? Mới bị à. Ngon lắm á. Của chị Nguyệt cho thằng bên dưới đây đó. Cái này ăn vô còn ngấy hơn cái này xin gum. Ngon lắm á. Rồi bữa đó cho ăn rồi. Yến ăn hết ho nè. Bữa cho ăn rồi. Không, bữa đưa cho anh Võ ăn ké thôi chứ đâu ra. Em cho anh Võ á. Bữa Nguyệt đem xuống cho anh Võ mà. Ai biết đâu bữa em đem xuống cái em cho ổng một cái. Riêng một góc trời nhé Nhiên ơi. Tới nữa rồi. Riêng Nhiên kìa. Cảm ơn cả nhà. Tới. Ý tự nhiên tới nữa rồi là cái Nhiên gì trời? Nhiên. Tập thật là nhiều bài hát kìa. Riêng một góc trời là bài gì trời? Bài của ai ra? À Tuấn Ngọc. Có ai tư vấn gì không mọi người ơi? Tất cả mặt hàng bên em đều được miễn phí ship ạ. Sữa rửa mặt là 250, tẩy tế bào chết cũng là 250 luôn anh chị nhé. Cho anh một hộp thuốc tăng cân hả? Bên em bán thảo mộc anh ơi, anh có nhu cầu anh để số nha anh. Em cho chị hỏi bé 13 tuổi dùng sữa rửa mặt nhà mình được không? Được chị. Sữa rửa mặt nó cũng không có ảnh hưởng gì cao lắm đó chị. Sữa rửa mặt nó chỉ làm sạch da và nó giữ ẩm cho da của mình thôi chị. Cho nên là xài được chị ơi. Nguyên một góc trời hát sao? Không biết. Tình yêu như nắng đưa em về. À bà để em biết nè. Của Tuấn Ngọc. Của chú Tuấn Ngọc. Ngọc dối thơ. Na na na.
Ừ, bài nói chưa xong, bài tiếp theo hãy trả lời em. Nhà to á, nhà to. Hả? Nhà to quá, cho to. Alo. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Quá, quá. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Giống giọng cho Tuấn Ngọc đi. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hất hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân năm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu sâu, người yêu sâu hơn, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say bờ môi ướt mi cây. Nay còn đâu tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời. Một mai em nhé, con nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hà còn nắng ấm thấy lòng, sao buốt xa gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. À, tắt đây, hai mươi lăm. Chơi à, đang chiêu mà. Thôi, bạn này cũng vai tông. Cái tông lửng lửng đó. Lâu lâu hát lại mấy thể loại này nên nó hơi không phải tông của mình. Có đi về kìa. Có đi về hát sao vậy? Bao nhiêu năm rồi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt gì đó. Bao nhiêu năm rồi còn mãi nơi đây. Mấy bài này là mấy bài nhạc kiểu là mình ngồi một mình đó, mình bắt đầu mình uống trà này kia rồi nghe cho nó thư giãn đầu óc luôn. Nhạc này có thể là nghe là buồn ngủ á, tại vì nghe dễ ngủ, nghe nó rất là cái rất là dễ ngủ và chiêu chiêu ấy. Dễ ngủ, rất là dễ ngủ. Ở nhà một mình là bật lên và ngồi uống hay là ngồi nhìn đời, nhìn trời, nhìn đất, nghe mấy cái nhạc này là kiểu chiêu. Nên chị nhìn mình hát cũng được nè. hát bài nữa cho anh chị nghe cái. Bên em không có collagen nước nha cả nhà mình ơi, chỉ có collagen sủi và collagen viên dạng viên nang thôi nha. Chị biết nghe đó. Ngủ hết rồi.
rồi còn mãi xa đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vân nhật nguyền, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào cuộc ấy, lời nào có là mấy cái nhạc này phải hát mấy cái beat guitar mới hay. Beat guitar nghe nó chill. Rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Cố lấy cái sủi là một kiểu mốt muốn họp nha anh ơi. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống dài ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiền bóng con người. Cảm ơn Trung Lụa, Trung Lưu ạ. À. Hát nữa hồi Yến khóc á. Cảm ơn Trung Lưu lắm. Rồi Yến mất ước lắm. Thôi, bà này không có liên quan. Đây là collagen sữa bên em nha cả nhà ơi. 1 triệu mốt một hộp, mình mua 3 được tặng 1. Hàm lượng collagen của nó là cao nhất trong các loại collagen nhà em nha. Nó là chiết xuất từ da cá và nhập khẩu từ Pháp về nha cả nhà. Rất là dễ uống á. Cho nên là anh chị mình nên dùng nó, nếu mà có điều kiện tốt thì mình dùng nó đầu tiên là tốt nhất. Mình dùng nó xong một liệu trình mình có thể duy trì bằng collagen viên nang, là collagen DC Plus hoặc là collagen sữa ông chúa nha. Cái này là cái dòng tốt nhất, cho nên là cả nhà mình có thể dùng đầu tiên để cho nó sản sinh collagen nhanh nhất có thể. Hộp này dùng được bao lâu? Nếu như hỏi hộp sủi anh Nhiên đang cầm thì sử dụng được 20 ngày một hộp nhé. Dạ, xin cảm ơn anh chị. Các anh chị nào mình cần được tư vấn sản phẩm thì mình cứ mạnh dạn bình luận bên dưới cho ba anh em. Còn không thì mình cứ để thẳng số bên dưới. Bên em sẽ còn có các anh chị chuyên viên gọi điện tư vấn trực tiếp cho các anh chị thông qua số điện thoại mới chốt đơn. Cho nên cả nhà mình cứ yên tâm nha. Bên em tư vấn hoàn toàn miễn phí và tư vấn rất tận tình ạ. Mấy cái thể loại nhạc hồi nãy rất là khó gọi là kén người nghe. Tại chỉ có những... nói chung là những người... Nhưng mà anh có tin là anh hát những cái dòng nhạc đó, anh đã được fan nhiều và ủng hộ nhiều không? Anh có một lượng fan lớn không? Nói chung anh không biết hên xui. Nói thiệt, anh hát remix mà... ai cũng có thể hát remix được. Nhưng mà những cái dòng thì đúng nhạc rồi, này á, cái đó là phải tập và nói chung là hát. Tại vì cái nhạc trịnh, nhạc này kia là rất là khó hát. Nghe thì dễ nhưng mà để hát để mà lấy cảm xúc, để mà nói chung hát cái bài hát cho nó hay á, rất khó nha, chứ không phải dễ rồi. Không phải hát giống nhạc như chị đâu. LV á, Bolero hát lúc, cho dù là không biết tính cách như thế nào, nhưng mà riêng về cái dòng nhạc đó là nhắc đến là chỉ biết LV thôi. Tại vì hát rất nhắc có hát. Hồn, hát rất có hồn nha. Quá hay. Thật sự công nhận một điều là hát rất hay. Nghe rất là hay, nhưng mà để hát cho trọn vẹn màu hát mà đầy đủ cảm xúc để lôi cuốn người nghe, để mà chiêu thì rất là khó, phải tập rất là nhiều. Chứ không phải như tự nhiên chú Tuấn Ngọc hay này kia, Eric Phương này kia, đâu mà đâu phải ai muốn hát vậy cũng được đâu. Vài người thôi. Yeah. Như Quang Dũng rồi ấy. Anh chân lật lỡ. Anh nhìn chưa biết ai đâu, chút em kể anh nghe. Anh chân lật lỡ xem phù hợp dính. Nghiệp mày, bực mày nữa. Thì em hát theo cách của em mà. Chị duyên quá à, chị Yến à. Cái não mày nghĩ gì là chị đó. Số đuôi là 111. Nhưng mà chị phải để ý giùm em là nguyên một con số nha. 08 tứ quý 8 tứ quý 1. Đúng, còn số đuôi 111 chưa chắc nha, tại vì cái đầu khác. Hết pin nè. Alo. Chị lưu ý giùm em nha chị ơi. 08 tứ quý 8 tứ quý 1 mới chính xác. Ôi, nha cái còn vàng này nè. 4 số đuôi 4 số 1, nhưng mà cái đầu nó khác là không phải nha chị. Tại bây giờ người ta là giả mạo bên em nhiều lắm, cho nên là đừng có để ý 4 số đuôi giùm em. Đấy là giống như chị là một trường hợp đấy. Cứ gọi là 4 số đuôi là đúng không? 4 số đuôi 8 phải đầu đuôi đầy đủ nha chị. 1 anh chị. Nhưng mà công nhận là Nhiên hát mấy dòng nhạc hay. Hay anh Nhiên. Anh Nhiên, em nghĩ là anh Nhiên nên tập nhiều thêm bài hát này đi anh Nhiên. Anh hát rất là hay. Anh hát có mấy con bài mà anh chị khen từ nãy giờ vẫn còn khen kìa. Chị mua collagen sữa ấm chúa từ hôm năm hôm mà chả thấy gửi hả? Chị cho em số điện thoại lần nữa em kiểm tra đơn hàng chị yêu. Áo trắng
mềm, hai bàn trước khô quá. Sau nhiều nước. Kệ đi. Gà nồi phải có lò luyện. Đúng rồi, gà nồi là phải có lò nướng rồi nó mới ngon. Thì tẩm ướp gia vị nữa. Nêm mắm, nêm gia vị vô cho nó. Nêm gà, mắm gì? Gà nướng, nêm mắm, nêm muối á. Gà nướng mật ong, gà nướng muối ớt. Gà nướng mắm nhỉ. Gà nướng lu. Gà nướng mắm nhỉ. Hơi thấm. Ôi thèm, nó vẫn thèm quá. Ê, hồi anh em, ba anh em mà đi ăn đi. Đi ăn gỏi gỏi gà măng cục. Ok. Gỏi măng cục đây làm gì có. Có. Không. Có. Em phải đi. Cô Yến nó đang bệnh đó. Yến nó không ăn được đâu. Yến chỉ ăn virus xào rau muống thôi. Yến chân corona xào mắm tôm, Nhiên sẽ có hoài rồi. Thấy dạ, chưa anh Nhiên? Cảm ơn chú Sunny ạ. Thấy chưa anh Nhiên hát vài bài thì là Nhiên có quà liền. Ghê thiệt chứ. Chị Băng nữa. Chị Băng có quà nữa hả? Không, mấy bữa thấy thấy cứ hát là sẽ có quà, hát là sẽ có quà. Sao mình không có? Bố muốn tụi con hát bài gì? Không giờ rồi bố ngủ đi thôi. Hai đứa gái cưng hát không có bao giờ nhận được cái câu đó. Cảm ơn chị Trang Vy Thủy. Người ta hát không nhờ. Hai đứa gái hát không có quà. Nói chung là mấy cái thể loại đó thì anh biết hát, nhưng mà kiểu là không có tập nhiều tại vì ít người nghe lắm. Ít người nghe lắm, tại vì là chỉ có những người gọi là lớn lớn tuổi xíu hoặc là biết nghe, trẻ thì biết nghe, nghe năm mới nghe, chứ còn như trẻ trẻ thì để mà vô một cái phòng karaoke mà hát mấy bài này thì thật sự là chỉ có những người gọi là lớn tuổi hay là xíu mới nghe thôi. Không, tùy người anh. Em nghe mà, em nghe mà. Cũng tùy người á. Một số ít thôi, chứ còn như số đông thì nhiều khi như nghe vài người thích ngoài nghe. Chán. Đúng rồi, với lại nhạc remix á, nó lùa dữ quá. Hát nghe xôm xôm thôi chứ không có cảm tình. Nghe lâu lâu nghe nó chiêu chiêu ấy. Mắc remix nó thật sự, nó nói cái anh chị là hát remix rất là mệt luôn á. Hát bài Diễm Xưa nè. Diễm Xưa, rồi Một Cõi Đi Về, rồi gì đó. Nói chung là rất là nhiều bài. Bài Hạ Trắng. Hạ Trắng. Anh Còn Nợ Em. Rồi nói chung là nhiều lắm. Trên vai em gầy. Đường sao bay. Cái bài này giống bố Sunny Võ live stream quá vậy. Phải không? Bố không biết nữa. Dạ cảm ơn ạ. Cảm ơn cả nhà và rất là nhiều. Nhiên hát nghe hay quá. Kết hợp mình kiếm mấy bài giống vậy đi anh Nhiên. Anh làm verdict đây được rồi. Không, lâu lâu kiểu nó lạ lạ xíu, nghe lạ lạ thôi. Lệ đá kìa. Anh Nhiên cố chấp quá hả? Người ta khen ảnh mà anh không nhận cho anh cứ bẻ hoài. Bẻ này. Mọi người đừng khen Nhiên nữa mọi người. Khen tụi em. Cái ngại hoài. Ngập ngừng thèn thùng làm chi bé ơi. Tình lỡ lệ đá, lá thư trần thế. Lầy chúa con lứa tuổi học sinh. Hát này mà là để có quà. Hát này đăng ký quà giống anh Nhiên ngay. Mà hát không được bị quê nè. Anh Nhiên em hát được, anh Nhiên vớt em nha. Yến vớt em không? Rồi Yến liên ban rồi. Hát thử coi. Tôi vẫn nhớ hả? Còn lên linh trần cao vậy? Tông nam hay tông nữ vậy trời? Nữ. Vì xa thành phố nên quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu. Con tượng hoa châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê. Chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thoa hề chi. Hết thu qua xuân sang hè. Con đợi tang đông mới tin về. Đàn sẽ không trùng. Đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp trái đi chung ngày mãi vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không quên. Lạy Chúa con tuổi học sinh vì cha
an vui cho người đầu thuyền, trẻ thơ yên tâm sạch bền, để mẹ hiền con hết ưu phiền. Thấp này chị LV hát nữa. Thấp quá vậy? Đúng rồi, cái này hình như là hơi thấp á. Hình như tông nữ, nữ thấp. Tông nữ thấp không? Nữ thấp. Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa con. Ông ơi, hát cái câu là đấng sẽ không chung đỡ, hát câu đó là cao nhất. Đấng sẽ không ngồi nghỉ nha. Chào tất cả quý vị, mình đến giờ tụi em đã gửi lời tạm biệt đến anh chị rồi. Nhiên chào. Hát được bài Ghiêng Một Rốc Trời, bài này hay quá à. Ồ, nãy tao hát rồi chị Nguyệt. Hát bài đó, hát bài đó lâu rồi. Ừ, hát bài đó nhức nách luôn cái gì. Hay lắm luôn á. Bye bye mọi người nha. Xin chào. Hẹn cả nhà vào một buổi live hôm sau ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.